đồn ăn chặn tiền từ thiện của Kim Ngân, Thúy Nga tung bằng chứng xác thực tự minh oan. Diễn viên hài Thúy Nga liên tiếp phải đối mặt với sự cố tin đồn không hay trong thời gian gần đây. Sau khi sang Mỹ sinh sống, Thúy Nga từng giúp đỡ Kim Ngân khi thấy nữ ca sĩ lang thang, không có chỗ ở. Cô thường xuyên livestream để nói rõ tình hình của Kim Ngân, vì thế nhận về sự quan tâm và không ít tiền từ thiện của bạn bè nghệ sĩ Mạnh Thường Quân dành cho đàn chị. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà diễn viên hài bị tố lợi dụng Kim Ngân để trục lợi, ăn chặn tiền từ thiện. Để tránh tai tiếng, Thúy Nga đã tuyên bố ngừng giúp đỡ Kim Ngân từ đầu tháng 7 năm 2021. Mặc dù vậy, những lời đồn Thúy Nga ăn chặn tiền của Kim Ngân vẫn không dứt. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã phải lần nữa lên tiếng, đồng thời tung bằng chứng tự minh oan cho mình. Thúy Nga chia sẻ, cả nhà thân mến ơi! Năm ngoái vào thứ 4 ngày 7 tháng 7 năm 2021, Thúy Nga có một buổi trò chuyện cuối cùng với mẹ và em gái của chị Kim Ngân và đưa clip lên YouTube. Ngày đó mình cũng có gửi lại cho gia đình toàn bộ tiền chết, xét của chị ca sĩ Kim Ngân do chính phủ cho. Hôm nay vì có một nhóm cứ nói là Thúy Nga lấy tiền của Kim Ngân nên Nga show ra các bằng chứng cho cả nhà biết nhé. Gia đình chị Kim Ngân cũng thông cảm giùm, mọi người cũng đừng giận hay buồn Nga, vì mọi người dặn Thúy Nga đừng đưa những câu chuyện này lên mạng, nhưng vì bọn họ quá áp bức Nga vậy nên Nga SESBT đầu sâu các bằng chứng lên cho mọi người xem nha. Kèm theo bài viết, Thúy Nga đăng tải ảnh chụp tấm xét gửi tới gia đình Kim Ngân. Đồng thời Cathy, em gái Kim Ngân, cũng xác nhận qua tin nhắn là đã nhận được khoản tiền từ Thúy Nga. Ngoài ra, Thúy Nga còn đăng ảnh chụp chung với em gái Kim Ngân, thể hiện mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. Em gái Kim Ngân cũng bày tỏ sự biết ơn và yêu mến Thúy Nga vì những gì cô đã làm cho chị mình. Hành động tự minh oan của Thúy Nga nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Trải qua hết chuyện nhà ở, đến ồn ào ăn chặn từ thiện, người hâm mộ hy vọng Thúy Nga sẽ bình an sau sóng gió, rửa hết sạch mọi oan ức, nghi ngờ bấy lâu.